Động tác thứ nhất nha các chị. Em què thuận chân trái, em đàn chân trái trước ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết. Vậy là có 8 động tác đấy ạ. 64 bước. Em quay lưng lại nhé. Động tác thứ nhất ạ. Chân trái trước ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết. Em chúc các chị thành công nhé. Các chị bấm vào nút đăng ký kênh cho em nhé. Bây giờ em sẽ làm bài nhảy cùng hướng cho các chị giải tập ạ.